đi quên, mời hai đi quên. Thôi thôi thôi. Trời ơi, chị em mình mới thân đây, giờ lên đọc nó xích mít nữa nè, xích mít nữa nè. Thiếu ngại thấy người yếu. Thấy người yếu, thấy người yếu. Thôi tạm tạm quá. À, bà đã lấy được trái cổ. Tôi luôn. Cô đi theo anh đi quay không? Không. Nhanh như chớp đã quay trở lại. Yeah. Bên mình lại, bên kia lại. Em Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi. Chết em rồi. Đâu như Dương Vũ. Trả lên luôn. Không Dương Vũ hiền. Ủa, sao hiền hậu lắm. Em muốn đấu với con cáo già nào bên đây. Cáo già. Con cua kia. Lên đi kinh rắc. Con kia. Okay. Lên luôn. Rồi, Lê Dương Bảo Lâm và Will như cũ có quyền nhường hoặc là quảnh to see. Giờ muốn sao? Thắng được quyền. Em lên, đâu phải chờ mệt, nóng. Lên. Okay. Thưa quý vị, Lê Dương Bảo Lâm là quán quân hoài của chương trình Danh Như Chớp, tức là quán quân rồi thắng cả quán quân luôn. Dạ. Gọi là quán quân hoài. Thế nên hôm nay là một mùa mới, chúng tôi khởi đầu mới, mang lại nhiều tiếng cười mới. Mời Hadi Won. Thôi. Trời ơi, chị em mình mới thân đây, giờ lên đọc nó xích mít nữa nè. Kính thưa quý vị, Lê Dương Bảo Lâm, người ta tưởng là người ta nghĩ tới cho người khác, người ta tưởng là làm vậy hy sinh mình chơi đầu tiên để cho đỡ áp lực của đội khác, nhưng mà thật sự thì không phải. Đơn giản thừa biết là ai mà lên đầu tiên là anh Trường Giang sẽ đọc cho Lê Dương Bảo Lâm, nhưng mà chương trình của chúng tôi đâu có dễ dàng vậy. Trời ơi, em chỉ giờ xéo sắc vậy. Xéo sắc, mặt sân si xéo sắc. Giờ khác rồi. Dạ chị. Sao, có muốn kiếm chuyện nữa không? Dạ không, chị rất là xinh đẹp, chị dễ chịu. Lê Dương Bảo Lâm đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Rồi. Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Đối vui nha. Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Đối vui nha. Hoa tai. Không chính xác. Đáp án là hoa sứ. Câu hỏi tiếp theo. Hoa gì Dương Lâm yêu nhất? Hoa đối gì? Vui nha. Quỳnh. Chính xác. Nhưng mà hoa gì? Hoa Quỳnh. Dạ. Hoa Trời Quỳnh. Ơi, cái này cho đó. Em bé này càng ngày càng duyên dáng hả? Giới thiệu. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Những người càng nặng ký sẽ như thế nào? Càng nặng ký thì dễ bị tiểu đường, dễ bị nhồi máu cơ nha. Tim. Đố chữ. Những người càng nặng ký, càng bị người ta nặng ký nị cắn. Nặng ký. Càng nắng kỵ. Kỵ nắng. Chính xác. Ghê chưa? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Những người ế lâu năm luôn trong tình trạng thiếu người ấy ở bên cạnh thường hay cảm thấy điều gì? Đố chữ. Ế lâu năm thiếu người ấy thấy người yếu. Thấy người yếu. Thấy người yếu. Thôi tạm quá. Nhưng mà trả lời đúng nè. Đúng quá trời đúng luôn nè. Rồi, câu chị. Cho kiến thức đi ạ. Cho em câu hỏi kiến thức được không ạ? Cái này thì lại liên quan tới kiến thức. Dạ, em muốn kiến thức toán lý quá sinh học rồi đó. Cái này là liên quan tới văn học. Mời chị. Trong truyện cổ tích Nàng Tiên Cá, vì sao nàng tiên cá không nói cho hoàng tử biết mình là người đã cứu hoàng tử? Tại vì bà không nói được. Bà là con cá. Ủa, anh chưa coi gì đó luôn hả? Đúng rồi. Có coi chưa? Khoan, trả lời đi. Không, em chưa coi. Không biết thì trả lời được, đâu đoán được cái này, đâu đoán. Ủa, thì nó không nói được thì đúng rồi, cho em lên đi. Tại sao không ai được? Thủy đây. À, bà đã lấy được trái cổ. Trái cổ. Nói nha. Phù thủy lấy giọng hát. Nàng đang hát thì tự nhiên bà phù thủy nói hát thật là hay. Ta sẽ lấy giọng hát của ngươi để ngươi còn hát được hay không. Khoan, lấy giọng hát mà giọng nói sao? Giọng hát là nó chung một dây thanh quản, là không la không hát không nói được luôn.
là mà... nó bà lấy đi vòng khám rồi thì đúng rồi lên rồi. Rồi. Cao cao dạ sao có sự diễn xuất hỗ trợ của Khải Như với thì một hồi đội này cứ diễn xuất lát đội cứ diễn với lại là đổi bằng cái gì mà lấy cái đó dạ đổi bằng cái gì đổi bằng nè trời cái này đôi chân tại vì nàng thiên cá muốn đi nhưng mà nàng chỉ có cái đuôi nàng lết dãy cà sạch thôi thế là nàng muốn lên bờ để đi chơi với hoàng tử nhưng mà nhiều khi hoàng tử chở trên xe thì phải bành chân ra chứ cái đuôi mà nó chụm như vậy thì làm sao ngồi xe được cho nên nàng mới quyết định là đổi cái chân để có thể chơi đá banh phóng bước cùng hoàng tử không được không đồng ý được không được bây giờ diễn xuất từ tập 1 tới tập 8 em mới đoán được thì ban đầu em nói là không nói được rồi thì anh phải cho em chứ thôi không được không công bằng cho đội kế bên đội kia đâu có ý kiến cái còi đâu có ý kiến không anh Trịnh Thăng Bình mình dễ trăm điều dễ cho anh không anh nghĩ là thật ra nếu mà mình dễ thì mình cũng nên tôn trọng luật chơi tí xíu đúng rồi số năm Dán người. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nàng tiên cá lần đầu tiên gặp hoàng tử năm bao nhiêu tuổi? Mà không có đọc sao biết được. Không biết. Chuyện không đề cập tới. Chuyện không đề cập tới. Chuyện không đề cập tới. Không chính xác. Đáp án là 15 tuổi. 15 tuổi. Nói này không được. Không chưa được. Đủ tuổi. Chưa đủ tuổi đó. Cái gì? Nàng tiên cá chưa đủ tuổi để gặp trai. Ủa em gặp thôi mà có làm gì đâu. Hết rồi. Má là. Anh nói 16 tuổi mới gặp. Em có bồ năm em 12 tuổi mà em nói vậy lắm. Câu hỏi tiếp tục. Vở gì chỉ để xem mà không dùng để ghi? Vở kịch. Chính xác. Đố gì vậy em? Vở gì mà khiến cho ta thật nhiều cảm xúc? Vở ói. Vở ói. Hay khi mà vợ em mà vở ói cái tự cảm xúc em dâng tràn. Hay. Cảm xúc anh. Bây giờ mình sắp đẻ bị vỡ ối rồi. Vợ tôi vỡ ối rồi. Chính xác chưa luôn. Trời ơi. Không có chuyện hợp lý quá mà đúng không? Hợp lý quá phải cho lên à. Không mà có câu trả lời khác không chị? Khác. Đáp án là vỡ hòa. Rồi câu hỏi tiếp theo. Trường gì không có thầy cô cũng không có học sinh? Trường Giang. Đúng rồi. Đúng rồi. Trường Giang là gì? Đúng rồi. Khoan. Trường Giang có thầy cô nha. Hiện tại ở đây không có. Không. Thầy cô có đi theo anh đi quay không? Không. Câu hỏi là trường gì không có thầy cô hoặc là học sinh đúng không? Dạ. Tôi luôn có thầy cô và thậm chí tôi có học sinh luôn. Không, cũng quề. Học sinh anh đâu? Học sinh anh. Cho gặp mặt học sinh, gặp mặt thầy cô anh thôi đây. Phát la nè. Cái đó trên trái tim của anh thôi. Không, anh có thầy cô này mới thầy dạy anh nè. Đâu thầy đâu, nên mời thầy ra. Số nào? Không, số. Phải thầy, phải anh đi quay thầy phải theo anh 24/24. Tào lao, số. Là trong trái tim của anh. Số. Thường gì? Thôi. Kìa, Dương Vũ nói trường hợp kìa. Tại vì ở đây viết là trường gì? Trường hợp. Em không phụt. Hả? Cho em quá cái này. Trường hợp được nè. Trường kỹ là cái ghế nằm đó. Đó, thôi dù gì cũng sai rồi đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khi bị cá sấu rượt đuổi, chúng ta nên chạy thoát theo đường nào? Đường bộ. Đường không. Đường em. Vậy là cũng là chính xác rồi đó. Lên một vòng đi, ok, lên đi. Rồi xuống lại đi. Mời em ơi, rồi xuống lại. Rồi, chưa? Chưa. Ký thưa cái gì như vậy là Quang Quân của Quang Quân đã đạt được 3 câu hỏi. Yeah. Như vậy là Lê Diệu Bảo Lâm, bà đã bán chính xác. Cũng ngon rồi. Cũng ngon. Chúng ta gặp gỡ lại Will. Yeah. Lên luôn. Đừng nói gì thêm. Ủa thì Kim ra đây làm gì vậy? Đứng vậy vui anh, thôi. Vậy. Ủa nãy anh cho em lạng dưới tưởng ra giao lưu gì? Dạ, về đi. Anh sao anh Giang? Will, lần thứ mấy ngồi trên ghế này rồi? Lần thứ N lần anh. Lần thứ N là không nhớ quá nhiều. Quá nhiều. Đã có giờ lên tới 10 câu chưa? Trong lịch sử của em thì chưa. Rồi, hy vọng hôm nay điều đó sẽ thay đổi. Chúng ta dành 2 phút nhanh như chớp với Will. Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Đố vui thôi. Hoa quỳnh. Hả?
Quỳnh Quỳnh, Hoa Quỳnh. Đó Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh là có. Đâu có, Hoa Quỳnh đâu có trọng. Thì thua rồi anh ơi, anh đâu thì là anh giao đãi gì? Anh không phục, em không phục. Ủa? Em mời camera zoom lại hình ảnh của anh Giang hồi nãy à. Là gì? Trời ơi, mặt sân si dễ sợ. Hồi nãy anh có nhắc em thì hồi nãy anh có nhắc em thì giờ anh nhắc lại quy là quê thôi. Anh không được nhắc. Rồi, là hoa gì? Hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền không chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Là sao? Trồng răng là răng gì? Răng sứ. Hoa gì? Ai vô. Câu nói vô duyên đúng không? Kệ ráng đi bạn à. Rồi, câu tiếp theo. Hoa gì Dương Lâm yêu nhất? Hoa Quỳnh. Lên. Câu này là đố chữ nè, đố chữ nha. Những người càng nặng ký thì sẽ như thế nào? À, càng nặng ký. À, nặng ký đó thì sẽ đố như thế chữ nào? Phải không? Càng nặng. Đố chữ hả? Mẹo mẹo phải không? Càng nặng ký, nặng kỹ năng. Lên. Kinh nghiệm, quá nhiều kinh nghiệm rồi. Câu tiếp theo, vẫn là đối chữ. Những người ế lâu năm luôn trong tình trạng thiếu người ấy ở bên cạnh thường hay cảm thấy điều gì? Người ấy, anh Bình anh biết không? Thiếu người ấy. Thiếu người ấy. Thiếu người ấy. Thấy người yếu. Lên. Nói nghe nè, mình trả lời xong đi rồi mình phân tích. Chứ mình đừng có gì, hết giờ nha. Đừng có gì, đừng có tào nét. Ừ, hết giờ đó. Câu tiếp theo, trong truyện cổ tích nàng tiên cá, vì sao nàng tiên cá không nói cho hoàng tử biết mình chính là người đã cứu hoàng tử? Dễ ẹt. Dễ ẹt. Nàng tiên cá lúc đầu hát được, nhưng mà lúc sau là vì muốn lên bờ gặp hoàng tử nên là hy sinh giọng nói tiếng hát là câm luôn, nên là sẽ không nói được. Lên, lên. Thưa quý vị, anh có con mà anh không cho con coi nè. Quán quân hoài trong bộ câu hỏi đợt 1 đã thua một bạn chưa từng quán quân. Nàng tiên cá lần đầu tiên gặp hoàng tử năm bao nhiêu tuổi? Câu này dễ nè. Ủa nè, em biết câu chuyện này mà. Nhưng mà em đâu có để ý tuổi của chị đâu. Thôi trả lời lại nha. Lại đi, 15 tuổi. Lên. Thiệt hả? Yeah, mình yeah, yeah, em. Yeah. Yeah. Vở gì chỉ để xem mà không dùng để ghi? Vở kịch. Lên. Ừ, chỉ tôi. Diễn kịch đó. Hay diễn kịch tôi biết chứ. Mình có thể, mình trả lời liền mà đừng tạo nét được không? Nó mất thời gian. Ok, ok, em ổn, em ổn nha. Vở gì mà khiến cho ta thật nhiều cảm xúc? Thật nhiều cảm xúc. Vở gì? Vở Oa. Lên. Trường gì không có thầy cô cũng không có học sinh? Không có thầy cô không có học sinh. Trường Giang. Không, chính xác. Ủa? Ủa, anh không có thầy cô hả? Gì? Anh sống tới thời điểm này anh có thầy cô hả? Em nói đại vui, em biết hết giờ rồi. À, hết giờ, đúng rồi. Tắt rồi. Trường hợp, ví dụ vậy. Trường hợp. Trường kỹ, trường kỳ ha. Trường kỹ là cái ghế nằm á. Ủa, vậy được mấy câu rồi? Thưa quý vị, 7 đáp án liên tiếp chính xác. Will thắng 1-0. Ủa vậy là em thắng quán quân hả? Gì? Nói là không em nghe. Thắng được quán quân. Không nghe rõ. Ý là em thắng được quán quân Lâm Đồng Nai. Đúng rồi. Nói lớn như mày bạn, không có nghe gì hết à. Em thắng được quán quân Lâm Đồng Nai mới chịu. Nhớ repeat lại cái đoạn, replay lại cái đoạn đầu đó. Ngày hôm nay em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em phải là hên. Mà em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em tài năng thật sự. Ngày hôm nay em sẽ quán quân một lần nữa. Say. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm.